Chào cả nhà nha. Tem của em á, đi thăm lập gắn cùng quý gờm và hot girl ở Long An nha cả nhà. Cũng đào luôn nhưng mà đào đây là đào nhỏ nha cả nhà. Cũng là đào nữa. Mà cái gì? Bích cái gì đào? Hồng đào. Hồng đào. Còn em thì ngọc đào, bữa nay hơi khăn tí. Hồng với ngọc. Còn hồng ngọc không á, tao chỉ giữ không á. Rồi thì hôm nay bà chị mới ghé thăm thì em cũng có chuyến đi thăm lập gắn cái luồng bãi này, em cũng mới xuống nè. Thì bữa nay em thăm cử đầu nè, em dắt chị mình đi theo để quay gửi lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cả nhà cùng theo chân chị em mình coi thành quả hôm nay chị em mình thăm có bội thu không nha cả nhà. Chuẩn bị cây đầu tiên. Rồi mời cả nhà theo. Các em cùng đi thăm lập gắn nè cả nhà. Nhưng mà sáng giờ 5-7 cây rồi chưa thấy gì hết. Giờ thì mời cả nhà cùng theo chân em nha. Hai màu luôn thôi. Lỗ nhì hay lỗ ba à? Lỗ này chắc lỗ ba quá cả nhà ơi, gắn hôm nay lên giá nha cả nhà ơi. Lỗ nhì luôn rồi. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào chào nha. Tại sáng nay hết tóc mà kiểu hết tóc hôm nay cứ vợ rồi cả nhà, chứ đâu được. Hôm nay thì mấy anh thì thấy ở Long An nha. Tiếp tục thôi. Tại uống còn chuột đi. Em thì sao đổ ra? Một lần phải biết kênh nha. Đây con đầu tiên. Ôi ôi nó thơm. Đây cả nhà. Thành quả đầu tiên sớm giờ á, cả tem đi nè cả nhà ơi. Thành quả đi mười. Được cả mười mấy cây số rồi được con đầu tiên. Gắn này nó chịu dính, có khi dính liền 2-3 cây là không dính, rồi cái chọc cây không dính. Bởi vì hồi nãy giờ đi hôm qua hai chồng em thăm đá lắm. Đi mỗi giờ luôn. Đi thăm mấy chục cây không có một con nữa, cái hồi qua bên đây thăm hai cây dính hai con bự không. Dính cái dính tới luôn. Ừ, dính cái là dính tới luôn. Tại cái khúc là còn gắn, giống vậy như cái khúc cây cộng vậy. Cũng như khúc cây cộng vậy đó. Trời ơi. Không như chị đâu. Vừa dính con chà bá cái leo lên cái cộng như chị kìa mà nó bị gãy rồi. Gãy cái nhà thay cho chị mới được có cộng gì khác không? Thì gan nhiều quá đó vậy. Có cộng gì khác à? Buộc đỡ đi. Nãy giờ mình cũng đi mà. Vườn chuối này mà vô mà một mình thôi mà có vài anh trai đẹp vô đây nữa rồi ông nội tao mà la nè. Ui. La hết nổi. Muốn làm gì đó làm đi. Quá thứ cái vườn chuối rồi. Bên sông kia 3 vụ, 2 vụ không biết, bên đây mình 3 vụ nữa cả nhà. Bên 2 vụ, 3 vụ được cũng nhiều dữ lắm luôn. Rồi đi tiếp thôi cả nhà ơi. Bên đây 3 vụ bên kia. Bên kia 2 vụ hả? Nó bò lên nè cả nhà. Mới được một em thành quả đầu tiên nha, nó bò đó. Em đầu tay. Ồ, gắn cái này lên giá cũng được ha, đi làm cũng khỏe khỏe được một chút cả nhà ơi. Cua chà bá cả nhà ơi. Cái nhà thấy được con cua không cả nhà? Rồi nó thục hang nó vô cái hang này. Vô rồi. Giờ đi tiếp nha cả nhà ơi. Rồi đi tiếp nha cả nhà. Sớm giờ cũng khá khá nhưng mà được mới có một con gắn đầu tay. Có hàng nữa rồi, có hàng nữa rồi.
ngựa hả đào này là hồng đào nha cả nhà. Thăm mới được con ngựa này cũng khá khá đợt ạ. Mẹ em không dám bắt đâu, này cũng 7-8 lạng bây giờ rồi. 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 Vô đó xuống rồi. Để bắt ra cho cả nhà mình xem. Mấy con quỷ này nó hung lắm. Nó cắn này không sao thiệt nhưng mà nó chảy máu. Em thì sợ máu. Thôi. Em không sợ nó cắn mà em sợ chảy máu. Sợ nó chảy máu chứ không sợ nó cắn nè. Không, con này mập nha. Bự à. Mập. Có đã ơi. Hay nữa rồi. Rồi. Cho nó vô bao đi. Tiếp tục hành trình. Rồi mình được có hai em đi tiếp cả nhà ơi. Bây giờ cũng mười mấy cây số rồi được hai em rồi. Hơi mệt. Nay đặt hơi được xa, đường lợp nay đặt hơi xa. Có hàng rồi được rồi. Phải nhắm như hôm qua đâu không mà đi ha. Đi muốn le lử luôn mà không có. Rồi hết là cuối lập. Với hai con luôn hả? Rồi bắt đi. Không, mình làm giống đi. Mình đã hai chuột mình làm giống đi. Hồng đào nó bắt rắn còn dữ hơn ngọc đào nữa cả nhà ơi. Đây. Hồng đào bắt rắn nha các chú anh chị. Đâu mà mi gió nữa cái coi, hung nữa cái coi. Trời ơi, đứt đầu. Trời ơi, đứt cái đầu. Trời ơi, đứt mạng cái đầu coi. Ghê quá. Cái con nhỏ này là đem cá ra nhấp bỏ. Thôi nó chặt đầu rồi, đâu có ấy được đâu. Chặt đầu là thua. Đầu nó chen hay rồi chứ. Đầu nó túm là chút xíu. Hồi nãy nó còn sống nó Quý ơi. Thì còn sống. Trời ơi. Trời quá, lỗi quá. Ô Phật. Đừng có quay. Đừng có quay. Bây giờ nhỏ này mà bắt tay cắt đầu. Bây giờ hồng đào trình diễn một màn ảo thịt. Đụng đầu nó cái nó cắn một cái. Nửa trái luôn rồi. Ngọt lẹm luôn nè. Chuối này dài dữ lắm rồi, chấm cơm mẻ ngon dữ lắm luôn. Chuối này ngọt luôn với ớt. Có hột luôn kìa. Dữ lắm già. Chuối này gọt ăn ngon dữ. Nước nếp luôn. Ô, có mùi thơm. Nãy đi kia vườn chuối. Đi tới đây thì vườn mít. Mít dữ lắm, mít cả nhà. Trái dữ lắm, siêu trái luôn. Cái này bỏ rồi. Có mít thơm nó mà không biết ở đâu. Coi hàng đầu bắt rắn nha các bạn. Chạy hết thức xa luôn đó. Thấy được một em. Ba cái lúa của mình vô đây nó ăn hành chấu chân hình. Chuột chết hay vậy? Nhả chuột ra nè. Cái dặn sọt rồi mà cũng sọt hết ngoài đó nữa. Tắt máy đi mà xong với tao. Dạy mà nó không hiểu là mình dạy tới dạy lui hoài mà phải thực hành nữa, từ từ sẽ hiểu. 5 năm không hiểu, 10 năm cũng sẽ hiểu. 10 năm không hiểu, 20 năm không hiểu. Ừ, cứ dạy mà thực hành luôn. Chết queo rồi kìa, đó nữa kìa. Chết rồi. Thì hai em còn sống mà. Em đem đi thả thôi nè. Nhấc không được à. Chết mẹ à, hết giữa tay rồi. Thả đi đi. Thank you.
đặt cá lồng tông với cá gô nè, tôm tích nè cả nhà. Đó có bà lớn nghe. Con chút à. Sớm giờ thấy rất là nhiều luôn ở đây một cái nữa nè. Quá trời cá nó nheo luôn à. Cá nó nheo nhất trơn mà nó chưa vô. Ủa sao này nó dở lên cho cá đừng vô hay sao ta? À, nước nó rút quá. Quá đã. Nhà bữa nó khô cái nó chết. Ôi cả nhà ơi. Trời ơi nó nheo kìa kìa kìa. Ôi ơi. Nó gồm quá. Không có cái gì rút bắt cái trơn, tức cái mình em, tức cái mình. Hai bên là hai cánh đồng ruộng bắt ngát to la, mà bên thì này mới xả chừng tháng, bên đây thì không chế me gì à. Làm sữa rồi, bên đây một bên đó phải làm sữa rồi. Bóp gì nè, bóp sát gì nè, cái nó sọt đây nè, sọt cái này để nó sọt cho con bắt. Thì cả nhà ơi, nãy giờ cũng hơi hơi đuối vậy, bộn bộn thời gian này, con này. Giờ, nãy giờ nó quá xa rồi. Nãy giờ mình vượt ra 7 con kênh. Ui. Cả nhà. Đẹp nhất rồi, đẹp nhất rồi nha cả nhà. Rồi có 6 đoạn. Nó mập. Bây giờ chạy hết 30.000 được sao? 30-40.000 sao vậy? Đuối. Đuối lẹ. Lẹ. Mất cái chiều luôn. Hai chồng này đang giỡn gì giỡn. Đang giỡn hay đang mê à? Ôi bữa nay cho nó tắm cái đi. Tắm gắn không? Nghề nghiệp đi không quên cả nhà, đi gặp đồ mũ cũng lụm được không? Này lụm đồ mũ hả? Lụm đồ mũ luôn. Này cái nắp dung hay gì mà cái thau hả? Như đây được 30 rồi đó. Được gói thuốc không? Gói thuốc rồi. 30.000 thì sao? Nghề nghiệp mà đâu bỏ được. Đã lụm được trái mít đây vậy? Ăn trái mít nó xin của bác hai. Quý gồm hôm nay á, chiến thắng lớn cả nhà ơi. Thăm gắn được gắn. Rồi lụm thêm được cái gì? Cái thau. Gặp ông bác hai, ông cho được trái mít nữa. Rồi nhà bác bảy có vườn cà na nữa. Nhà bác bảy có vườn cà na. Bây giờ này chị em mình đi gặp được cháu ông nè cả nhà. Để em quay cho cả nhà mình xem nha. Ông này ông mặt ra, có mặt rồi đó. Ồ, thấy không, cả nhà thấy không? Thấy không ông à? Ôi, ôi mặt dài lắm anh ơi. Ừ, mặt dài đó. Để em gọi cho học sinh hành. Rồi dính gắn không hành, nó dính đầu nữa rồi. Thấy không? Ôi, ông này nhìn lạ quá. Dám bắt họ về cho ông. Nói ra đi tôi bắt cho. Ông khói nó mới được. Thì ông khói nó, lấy lá chuối ông. Ông khói nó mới được. Nè, cầm đi để ra bắt. Dắt xe xích lại đằng mát đi. Để đi cả nhà chờ đợi em bắt cháu ông rồi quay cho cả nhà mình xem nha. Nè, còn sống nè. Yếu à.
Ở ngoài nó bây giờ cũng được 5 con rồi đó, 5-6 con. 6 con rồi. 6 con này cũng có hơn 2 kg rồi đó cả nhà. Cái này được 6 con nữa cả nhà. 6 con cũng hơn 2 kg á. Trên được 1 con nữa đây nè. Cũng nhiều nhiều đó, có 2 kg hơn. Nhưng mà có khoảng 2 kg tới 3 kg. Để phải có cái bào lưới xanh ha. Lưới xanh dội đó thấy đẹp hơn. Anh rửa xong rồi lại bỏ chuột vô anh. Thôi bỏ chuột đi. Rồi. Rồi nhà chờ em. Thì mình có cái ổ ong này cả nhà. Rửa ong hết rồi. Cái này đi bắt à. Lấy mặt này cả nhà. Thôi đi. Thôi đi. Thôi đi. Thôi đi nhé. Nó không có mặt rồi.